Hello. Hai bố con dậy sớm nhưng mà bây giờ là 11 giờ hơn rồi mới ăn. Dậy lúc 9 giờ cứ nằm thôi. Bố con cứ nằm. Xong bây giờ Kenzie đói rồi. Kenzie ăn gì đấy con? Pasta. Pasta là hôm qua mẹ order cho con đúng không? Yeah. Các anh vẫn còn ngủ. Các anh ngủ trễ lắm. Bởi vì khi xem rồi chơi game các thứ đến 1-2 giờ sáng rồi. Ngủ đến bây giờ vẫn trương thây trương xác rồi. Có mỗi khen gì là lúc nào cũng ngủ thức đúng giờ, ăn uống các thứ hơi tí đói, cho nên là khen gì hơi bị tròn trịa cái bụng này, khen gì này, khen gì hơi bị tròn này, như tròn xoe này, tròn xoe này. Nguyên cả đợt dịch này chưa được ăn gói mì nào, bởi vì mama nấu suốt. Ngày hôm nay mama hôm qua hôm nay hơi bị mệt, thế nên là bây giờ mình sẽ ăn mì. Nhưng mà ăn mì cũng phải nấu chứ không có úp luôn. Nấu nướng đàng hoàng. Chân con đỡ đau chưa? Chân con xem bố xem này. Bóc ra nhá. Bóc ra dàn đi khác. Bóc ra dàn đi khác nhá. Bóc ra dàn đi khác. Không sao đâu. Đâu. Bên này, bóp bên này. Hôm qua đi scooter ở đây bị chảy bên này. Còn lấy cái bandage khác bố dán cho. Đưa bố dán nào. Đau quá. Hả? It tickles. Buồn. Xong rồi tí nữa lại ăn nữa đấy, tí lại ăn tiếp ấy. Ăn suốt ngày. Bố bảo con ấy, con ăn suốt ngày. Cái gì ăn no chưa con? Dạ. Mời cả nhà. Tí nữa cái gì lại ăn cơm với thịt à? Vẫn còn pizza cho bọn nó.
Tôi không chống được, không ai mang mì. Thực sự là lâu lâu không ăn mì gói cũng thèm, chứ không phải là mình, không phải là mình không có đồ ăn, rất là nhiều đồ ăn, lâu lâu ăn mì gói đỡ thèm, hay là khổ quen rồi sướng không được. Khổ quen sống sướng không chịu nổi. Hi Kenzie. Hi. Các cô chú ở trên YouTube thích xem Kenzie không? YouTube rất là thích xem Kenzie. Cô chú bảo Kenzie so cute, dễ thương, Kenzie ngoan, đúng không? Con ngoan không? Yeah. Con ngoan như nào? Nói gì con cũng dạ nhỉ. Em tròn xoe à? Em tròn xoe xoe à? Tí nữa con đi xe đạp không? Đi ở trong nhà hay là đi ở ngoài đường? Outside. Theo con thì là con thích đi ngoài đường hơn à? Yeah. Con đi xe đạp, bố đi scooter nhá. Yeah. Thì hôm nay rủ mãi mới được anh Bích cầm đi. Ê, make right. Hôm nọ mình đi bên trái, bây giờ hôm nay mình đi bên phải. Em đi theo em đi. Sao con? Tại sao? Đó. Được mà. Cứ thế là đạp thôi. Brake là đạp ngược lại. Brake là đạp ngược lại. Con hiểu không? Why? Không đi thẳng được á? Thế con đi này, đi này, để bố đi xe đạp vậy. Đây, con đi scooter đi để bố đi xe đạp.
đi nhanh có em đi đằng trước. Ok, đi đi. Bố đi ngon lành này mà. Đẹp này không đi ra thì hơi phí nhỉ. Cầm đi chậm đấy. Đấy đi nhanh được mà đúng không? Mẹ. Ở nhà làm sướng quá nhỉ. Em biết đường luôn đấy, em biết đường đi về nhà luôn, tài phết. Ôi
rồi, đền cho con ngựa rồi. Đi một vòng về đến nhà là sẽ là, nếu mà bình thường đi bố đi chắc chừng 5 phút, thêm gì đi mất 7 phút, hơn 7 phút. Bách cầm còn không biết đi xe đạp. Đấy. Đi xe đạp với anh về xong rồi dọn vườn. Ngày mai là đổ rác, cho nên là hôm nay là phải quét rác vào. Thiếu một cái gì cả, cả máy thổi rác. Đổ rác, nên là chủ nhật có cái gì gom mang ra ngoài cho người ta đổ. Hai là thứ hai là ngày đầu tuần rồi, sẽ hứa cố gắng chăm ngoan. Ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng cố gắng.